xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Big Ryan. Ốc bám vào vai anh đi. Xịch. Người đi tàu là chú đấy. Tàu hôm nay sẽ dẫn em cùng các bạn đi tàu ở Nhật Bản. Liên quan gì? Vui mà. Nhưng mà chuyến tàu này á, rất là độc lạ bình bông nữa ốc ạ. Ở đấy có những hiện tượng rất là đáng sợ và ma quái luôn ấy. Nó lại giống như cái game đường hầm mình đi ý gì. Đúng rồi. Và trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo cho bọn mình nhá. Rồi bây giờ cùng Bê Cô Thành và ốc đi khám phá đoàn tàu bị quỷ ám nhá. Tựa game này có tên là gì hả ốc? Tựa game này có tên là Balachi Porototo. Ốc không thể đọc được và anh cũng không thể đọc được tiếng Nhật các bạn ạ. Vì tụi anh không học tiếng Nhật. Nhưng mà theo anh được biết thì nó ghi tiếng Anh là cái gì nhỉ? Shinkansen. Đúng rồi, đấy. Shinkansen số 0 nha các bạn. Rồi bây giờ túm lại, bây giờ chúng ta vào chơi luôn. Để xem chuyện gì đáng sợ xảy ra nào. Ha. Đây là đang trên tàu đúng không? Đúng rồi. Thì chưa đi sang Nhật nên chưa có cơ hội được đi tàu điện bao giờ. Không có dị thường nào trong khu vực này. Thế là đây là khu ở giữa đúng không? Thôi mình đi tiếp đi. Hello, có ai ở đây không? Không, người ta bảo không có ai. Đây là toa 7 các bạn ạ. Hãy quay lại nếu như thấy có bất cứ dị thường nào nha các bạn. Thì chắc cái đầu tiên này không có gì đâu. Chắc là vừa mới vào làm gì cho dị thường. Mình đâu có biết cái ban đầu này chuyện xảy ra đâu. Bây giờ cố gắng ghi nhớ cái toa tàu này có những gì nhá. Đây là hình con mèo này, túm lại là có ghế này. Trong đây là cái cửa này là như này nhá. Mở ra, không hề đóng. Có một anh đang ngủ rất là say. Ngủ gì mở mắt cha. Ngủ gà. Sao tàu to mà chả có khách thế nhỉ? Ít khách nhỉ? Chắc là tàu ba ám đây là không ai dám đi. Có mỗi mình thử thách 24 giờ vào đây khám phá cho các bạn xem thì mới dám đi thôi. Tàu này đi Tokyo đấy Bê Quý Thành ạ. Đây có một cái vali. Ôi, có khách này. Hello cháu. Chú chào cháu. Bị điên à? Có em gái xinh tươi ngồi cạnh. Đây chắc là chị này đang ngủ gật. Còn đây là em trai. Em trai nhìn mình với ánh mắt. Ui, anh này đẹp trai thế. Rồi ok, đây. Thì không nói chuyện với các em à? Có nói chuyện được đâu. Các em bảo là không có chuyện gì để nói. Rồi đi tiếp. Thế thì chả có gì đâu. Toa đầu tiên chắc cũng không có gì là khác biệt đâu. Nhớ cái poster này nhá. Nhớ poster làm gì? Đây, đọc cái này nào. Đây là chuyến tàu Shinkansen số 0 hiện đang hướng về Tokyo. Ok, đi Tokyo chơi đâu ai. Đấy, bây giờ em biết một bài hát Tokyo đấy. Em hát cho các bạn nghe em nào. Tokyo, Tokyo, dù là dù với kimono. What the hell? Hạt chá giặc gì? Sao lại vẫn toa 7 là thế nào? Nãy toa 7, bây giờ lại toa 7 là sao? Đi mãi không qua được toa số 7 luôn các bạn ạ. Đúng là vòng lặp thời gian rồi. Hello, có ai đây không? Em này vẫn ngủ. Vẫn thế, chả gì. Vẫn ngủ luôn. Vẫn có vali ở kia. Vali vẫn đây. Cửa có cái nào đóng không? Không có cái nào đóng cả. Hai chị em vẫn đây. Konnichiwa. Ôi, chào anh. Kìa, nó chào rồi. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Anh đi từ đây từ chiều. Anh đang làm gì vậy hả anh Bê Quy Thánh? Anh đang đi tàu. Cả hai anh em mình lại gặp nhau rồi nhở? Rõ ràng nó biết mình đi tàu nãy giờ mà nó hỏi mình anh đang làm gì đấy. Anh đang đi tàu đi làm. Anh cũng đến đây để đi chơi à? Đúng rồi, anh đi Tokyo đó em. Anh đang háo hức lắm. Em đang háo hức lắm luôn anh ạ. Em cũng đi Tokyo anh ạ. Chị em cứ ngủ mãi nên bây giờ em rất là rảnh anh ạ. Có chờ bao lâu đi chẳng nữa. Chờ thế nào đi nữa thì chị em cũng trắng tỉnh dậy. Vậy là chị em là đang gọi là thiếu ngủ đấy. Mất ngủ. Thiếu ngủ nên ngủ hơi lâu. Nhưng mà bạn này bảo là dù có gọi đi thế nào hay chờ nào thì chị cũng không tỉnh dậy. Tại vì quá mệt đó. Gọi bác sĩ đi. Nhưng giờ có anh chơi cùng em rồi nên em rất là vui. Anh không chơi với em. Anh có bảo anh chơi với em đâu. Ủa alo. Thế anh đã biết luật chơi chưa? Chết rồi, nó ra luật rồi. Tất nhiên là Không, anh không biết gì. Tất nhiên là anh chả biết cái gì. Luật chơi đơn giản lắm anh ạ. Chơi như nào đây? Nếu có dị thường nào thì quay lại dễ mà đúng không? Cách để hoàn tất trò chơi này là sao anh nhỉ? Đó chính là đi đến toa số 0, sau đó đi đến khoang lái rồi kéo phanh tàu lại. Ok. Toa phòng vệ sinh thì không có dị thường nào đâu. Anh có đem hướng dẫn lại một lần nữa không? Thôi, hiểu rồi. Nói chung túm lại là thấy cái điều gì khác thường so với ban đầu thì mình quay ngược lại, đi tiếp thì sẽ bị hy sinh. Sợ chỉ lại cho anh lần nữa. Không sao đâu.
Thế thì tốt quá rồi, anh đúng là thông minh. À, hẹn gặp lại anh sau nhé. Anh okay. Nhìn bên ngoài có vẻ hơi ngu nhưng thật ra cũng được. Rồi rồi, đi thôi. Chắc là đây, mình sẽ bắt đầu từ toa số 7 về toa số 0 nhá. Sai một cái chắc là quay về toa số 7 luôn. Những cái chỗ toilet này thì sẽ không có gì dị thường các đây, bạn ạ. Nó ghi thẳng luôn. Ừ. Không có gì dị thường ở chỗ cái khu vực này đâu. Nên là đừng có phải để ý ở đây. Đó là một cái poster quảng cáo phim. Vừa mới vào nào nhìn. Ok, đây cũng không có gì. Con mèo vẫn thế. Đúng lại vẫn thế, không có gì nhỉ. Hoang mang ghê nhỉ, đi tiếp đi. Ờ, cảm thấy đúng hoang mang. Không có gì đâu. Không phải để ý chứ. Kể cả những cái số này này, nó cũng sẽ sai nha. Sai làm sao được. Hoặc là nó sẽ đổi chữ cái thứ biết đâu mà lần. Không bao giờ sai. Đi tiếp đi, toàn đầu tiên không có gì đâu, đi luôn. À, theo kinh nghiệm chơi game 10 năm. 10 năm chơi game, 1 năm rồi. Chơi game trước một mấy lần đấy biết rồi. Lần trước mình chơi game các bạn xem lại cái video mình chơi game con tàu ấy. Ờ, nhưng mà anh nghĩ là chắc không tính đứa bé đâu. Đứa bé nó bảo là có mỗi chị nó không thức dậy, còn chắc nó cũng đi chơi rồi. Thì tóm lại là mình đang nói là theo như cái kinh nghiệm mà mình đã chơi cái game con tàu á, thì các bạn sẽ thấy là mình chơi game giỏi hơn BQT. Thôi giỏi thì bốc phe đi thôi. Không bao giờ bốc phe. Ở nha, bây giờ mà vẫn đang ở toa số 7 đúng khóc luôn nha. Okay. Đấy, thấy chưa? Các bạn hãy sau khi xem hết video này hãy quay trở lại xem video con tàu. Hãy search là con tàu BQ Thành. Thì biết đâu ra chú chú cha sao nhỉ? Không được, mình search kiểu khác. Đường hầm. Đường hầm đúng rồi. Đường hầm, đường hầm đúng rồi, đường hầm mới đúng, đường hầm. Hello. Anh này vẫn thế, không có điểm gì khác các bạn ạ. Ủa, có gì khác thường đâu. Chả có gì khác thường. Cứ đi đi. Và lì vẫn thế. Đấy, chị gái vẫn ngồi đây. Đi tiếp nhà ông nhờ. Hình như anh sai rồi. Thế em thấy, em thấy điều khác thường không hay là em cảm thấy à ê, anh sai rồi, anh sai rồi. Xem đi, đây này, lần này anh mới nghĩ là có điều khác thường thực sự, nó đang chờ đón chúng ta ở đây. Để ý kỹ nha, đi tiếp đi. Em để ý gì mà kỹ thế? Nhìn để con ý mèo thôi. Mèo nào? Con mèo Potter. Ui giời, con mèo Potter. Thôi đi tiếp đi. À, thằng nào, thằng nào vứt lon ra đây? Ơ ôi trời ơi, ôi chị gái này thò lò đâu. Quay lại đi. Chạy ngược lại. Lúc đấy là có chị áo hồng nào. Lừa trẻ con, lừa trẻ con chạy lo toan. Chị áo hồng ấy là ai nhỉ? Chắc nhân là nhân viên vệ sinh à? Đúng đúng rồi. Bốn. Dễ ợt đi. Nó bảo nó lăn một cái lon, nó bảo này Bê Quy Thành ơi, đây là điểm khách thường đây này. Ôi thế mình là nhân viên nam các bạn ạ. Ờ thế đúng rồi, đây là chuyến Shinkansen. À Shinkansen. Sao bây giờ cứ đi đi đây, cứ thấy hốt hốt đấy. Không phải gì phải hốt, tự tin lên, tự tin lên. Em có thấy điểm gì khác thường không? Không, em chả thấy gì. Sao anh cứ cảm thấy lúc nào nó có điều khác thường đấy? Đấy chỉ là anh chơi đã game. Chơi game quá 180. Ôi trời ơi. Thằng này à, liễu thế, ngụy trang à, đấm mồm, mắt nó còn chớp chớp nhìn mình như này này. Ê, lộ liễu các bạn ơi, bạn ơi, đi rồi đi các bạn ơi, chạy đâu. Bạn nghĩ đây là Halloween à? Bạn nghĩ tôi bị mù à? Tôi nhìn thấy bạn, bạn nhìn thấy hóa trang. Thế anh dự là thắng game này dễ rồi các bạn ạ. Bên con này cực kỳ thông minh không? Không phải, nó dễ quá. Ok, số 3. Đóng cửa vào rồi. Gì? Từ. Đây, cửa sổ sai này. Đâu? Bình thường làm gì có như này đâu. Đây, nó như này này. Đâu? Bê Quy Thành thật là tỉnh táo các bạn. À, lừa anh ấy quay lại luôn. Lừa anh làm sao được, hiểu không? Được ấy nhỉ. Quá chuẩn. Bê Quy Thành sắp về đích rồi. Bê Quy Thành chơi một phát thắng. Ôi, tưởng có người ngồi đây ghê quá. Đấy, đó, cửa sổ nó làm gì hơn như thế đâu. Cửa sổ nó tối các bạn ạ, chứ nó không phải là sáng. Anh này ngủ vẫn gật gật đúng không? Thì người ta ngủ gật, người ta phải gật gật. Tự nhiên thấy hành động, cử động của anh ấy cũng thế đấy. Hốt hốt. Sai một phát, quay về toa số 7 luôn ấy, không có lối thoát luôn đấy các bạn ạ. Hết sức tập trung nhé. Chả phải tập trung, người ông nhìn sai một cái điện từ đầu. Cái này anh nghĩ hết rồi, nãy giờ đều có dị thường.
theo kinh nghiệm 10 năm thì bốc phét ít thôi, 10 năm đâu ra. Thôi đi đi, không có gì đâu. Mở ra phát to 7 này các bạn. Nào ông ơi, em cứ dọa anh. To 7 này, to 7 này. Ôi, bên cái thành đỉnh của chóp nhở. Được mà giờ khinh thường người khác. Rồi, xem tiếp đi. Theo kinh nghiệm của anh thì sao? Theo kinh nghiệm của anh thì thì anh cũng có kinh nghiệm. Anh chưa có, anh chưa. Chưa có kinh nghiệm gì. Đấy, chứng tỏ là anh này gật gật, anh này không phải không gật gật đâu. Anh này gật gật, có gật mà, có gật, có lắc lư cái đầu. Rồi. Đi chậm chậm thôi nha. Biết đâu lại thò lò cái gì lăn ra là mệt lắm. Không có điều gì khác thường đâu ạ. Số 2. Đúng không? Số 2 là số gì? Ở một sân ấy, ở đây là mình là số 1 mà. Đi nhanh thế, không kiểm tra à? Đầu kia số 1. Nên ta số 2, ừ, ta tiếp. Ô, thế đây là sai rồi đấy. Không, tiếp theo sau số 2 đúng mà. Đấy, điên 2. Là mình đi lùi mà. Một thì phải về không, không chứ. Nghĩa là một bây giờ mình đi tiếp đến sau nó mới là không, hiểu không? Có vẻ là không thấy gì khác thường. Ơ, nhưng mà mình đến toa 1 rồi. Ờ, tất cả các toa đều thế mà. Ví dụ toa 1 ở đầu này. À, ờ. Đầu này đi tiếp đến là toa 2. Nhưng mà thực ra... toa 0 đâu? Toa 0 thì ai mà biết. Ôi. Thôi đi tiếp đi. Anh nghĩ không có điều gì khác thường ở đây đâu. Phải có toa 0 chứ. Sai thì đi lại thôi. Sai rồi, anh sai rồi. Sai à? Anh sai rồi. Nó đang lùi rồi, sao nó tiến được? Do it. Just do it. Đấy mẹ. Đồ ăn hại. Họ đang lùi mẹ. À, mình nhận. Rồi. Mình nhận ra rồi, mình còn đi sai. Lại còn bảo là ơ nó 1 là 2. Ôi giời ơi, nó 1 là phải 2. Cải thế nhờ, đi lũ. Đến nhìn đi đến đấy rồi còn quay đầu lại. Biết ngay mà. Đấy, 7 đúng không nhỉ? Ờ. Chị gái em bé cô gái đâu? À đây, đây cô gái đây rồi. Đúng đi rồi. Cứ lạ lạ. Cứ hoay hoay mãi. Nhận ra điểm sai rồi mà còn đi tiếp. Đấy, vẫn số 7. Nghĩa là gì? Nghĩa là vừa rồi có dị thường nhưng Bêu Thành không nhận ra. Ờ. Chắc là rồi, Bêu Thành mắc kẹt đây rồi các bạn ạ. À. Các bạn nào mà có đang có ra nhìn thấy hai đứa ở trong này không? Có một con song trùng các bạn ạ. Ừ. Rồi quay đầu lại, quay xe ngay. Tỉnh đi. Lừa trẻ con 6. 6 rõ rồi. Lừa trẻ con cái gì? Nó lừa anh á. Quả kia còn bị chơi ngược lại các bạn, cay thế nhỉ. Nếu mà là em chơi em đã thắng rồi đó Bê Quy Thành ạ. Hello. Ngủ rồi thôi, để người ta ngủ đi. Chắc không có gì dị thường nhỉ. Ừ. Đi không? Có khi rồi. À không, ghế. Cái nếp nhăn ở cái dựa thôi mà. Quay sang cái tưởng có người ngồi đấy. Ok. Tầng này có vẻ... À cái phòng, cái toa này có vẻ sáng hơn nhỉ. Đó, vẫn thế mà, làm gì có sáng hơn đó. Ừ. Ai đó nói cho tôi có điều gì khác thường ở đây không đi. Đi đi. Chả thấy gì khác thường các bạn. Đi. Chị này vẫn như thế. Ừ. Cái này vẫn chứ như thế. Chứ còn gì nữa. Đi được rồi. Thò lò vào, tha vào qua toa số 7 này. À không phải. Toa số 7, ông như nào à, anh chơi cực hay. Chẳng qua lúc đấy là sơ suất là chớp thôi. Chơi lại cho các bạn thấy trình độ thôi. Anh nhận ra cái đấy rồi mà. Vẫn thế thôi. Vẫn thế, chả có gì khác. Khó ta. À, zoom ra zoom vào đó. Nhìn xa nhìn gần. Cũng không có gì. Cái gì khác biệt? Sao mình 4. Thấy nghi thế nhỉ? Đúng 4 không? Không. Đây là 4 rồi. Ừ, 4 đúng. Ờ, thế quay lại đi. Đi tiếp. Không. Ơ. Hai cái đầu này là 4 à? Chỗ này phải là 3. Ờ. Nó đang đi lùi mà. Quay lại đi. Đảm bảo đúng luôn.
chơi nó phải tỉnh lên. Không chơi. Đâu sai rồi. Gì? Bruh. Đó. Cái này 7, cái đầu trên kia vẫn là 7. Thế à? Ờ. Ui giời, đây này, nhìn đây này, anh nhớ mà. À, đây. Ông xui dài. Chữ màu đỏ. Ừ. Chữ màu đỏ. Chữ màu đỏ là sai rồi. Màu đen. Ừ, chữ phải là màu đen. Chữ phải như cái bên này mới đúng này. Còn bên này sai. Ông làm anh chơi lại. Ok, cay, ông lừa anh. Đấy nhá, nhớ nhá. Hai số đầu và cuối đều là giống nhau. Rồi xong, nãy giờ toàn bị lừa thôi. Vẫn ngủ, anh Gia vẫn đang ngủ. Dậy đi ông ơi. Này chắc không có dị thường gì rồi. Ừ. Trông rất là bình thường, cần đường hộp sữa luôn. Trông thấy rất là bình thường đấy. Đây vẫn có cái vali. Ừ. Chị này vẫn ngồi đây. Hết. Ừ, cái này vẫn thế. Đúng rồi. Thôi đi đi, đi tiếp đi. Ồ, cày đi giờ. Rồi, ok, 5 rồi. Đấy, cái màn hình ấy nó lại vậy, à cái cửa sổ nó lại vậy kìa. Cửa sổ đó các bạn này. Nó phải như này mới đúng này. Đúng rồi. Ở đâu, như này mới đúng này. Ừ, đúng rồi. Thôi đi, mình đi ngược lại. Ôi dồi ôi, hai lần xuất hiện cùng nhau thế này thì khó lừa được mình lắm. Tòa 4 rồi các bạn ạ. Tòa số 4, có gì nữa không? Có cái nịt. Cảy thế nhỉ? Em là em nghe mùi là không có gì. Đấy là em nghe mùi vậy thôi chứ cũng không biết. Em nghe à? Em ngửi mùi đi. Không, người ta vẫn nói là nghe mùi. Chả ai nghe, người ta ngửi chứ. Đâu nhỉ? Ý là cái nghĩa bóng ý, hiểu không? Cái nghĩa đen nghĩa là mình ngửi mùi đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình bảo tao thấy có cái mùi gì đấy nó sai sai thì người ta sẽ không nói là tao ngửi thấy mùi hay sao, mà tao sẽ nói người ta nói là tao nghe cái mùi nó sai sai rồi đó. Chả ai dùng nghe mùi. Người ta dùng cả. Cái từ như thế, anh rồi, biết gì cả. Mình để em là vua tiếng Việt đấy. À, không? Vua bốc phét. Vua bốc phét cái gì, anh chẳng biết gì cả. The best ca dao tục ngữ đấy. Nhìn gì chưa, xuống số 3 rồi đây này. Xuống số 1 còn thua nữa, xuống số 3 chưa nói được điều gì các bạn ạ. Đi tàu này có đến... Xuống số 1 còn quay lại mà. Đến Tết Tây cũng không về được nhà thôi. Vẫn cái vali thế, vẫn chả mình có gì. Mình thấy là không có gì đâu. Chắc là vẫn đi tiếp thôi. 11, 10, ừ, vẫn thế. Ừ. Rồi, đi đổi không? Không, không có gì. Không có gì thay đổi vậy. Anh cứ thấy có gì thay đổi mà mình không biết đấy. Đâu, chị đâu? Ở đây, chị đây. Đây, chị đây. Chị cứ ngủ thôi, mình nghĩ là cô gái sẽ vẫn ở đấy thôi. À, tòa 2 này. Sai tại ông nha. Sao sai tại em? Ok. Hai rồi. Tòa này có vẻ là sẽ có thay đổi đấy. Để ý kỹ vào nha các bạn. Mình đoán thôi, chứ thật ra mình cũng chưa xem hết mà. Chả có gì thay đổi à. Alo, có điều gì thay đổi nói tôi biết đi. Có vẻ là không có gì. À, không có gì thật các bạn ạ. À. À. Hết cổ dãy ghế bên này đều có mắt mà cái này. Này, không? Cái này mới đúng nè. Ừ. Cái này là cái gì? Cái gì? Mắt này áo đấm chột bây giờ. Quay xe, quay xe. Không để ý không phát hiện ra thật luôn ấy. Máy hành tỉnh táo không ngáo như ông. Không thì xong rồi. Rồi xong thế nào? Một. Bình hành sắp về toa không rồi. Yên tâm, sắp về được toa không rồi. Ừ. Sắp sống rồi. Cho nó cái hiện, nếu mà ra cái hiện tượng thì cho nó rõ rõ vào thì mình dễ không các bạn? Những người chơi dốt thì mới cần hiện tượng rõ chứ. Những người mà chơi bình thường thì người hoặc là chơi giỏi rồi, người ta sẽ muốn thử thách bản thân chứ. Bê Quy Thành không biết gì. Thử thách cái đầu em ấy. Bây giờ em muốn thoát ra khỏi đây. Em muốn đi tàu đến Tết Tây về nhà. Đi đến Tokyo mà đến không ra được khỏi đây luôn. Vẫn ngủ, vẫn ngủ. Em thấy điều gì hơn thường. Đây, cho ốc quyết định nhá. Ồ, cửa. Cửa đóng. Ờ. Cửa đóng. Cửa là phải mở hết các bạn ơi, phải mở hết lên. Đúng rồi, lừa. Lừa. Để cho ốc quyết định, tao lao thật. Thật sự. Đấy, anh nhận ra không, ốc cũng chả biết đâu, ốc cứ gáy. Đừng kệ, được ok. Gáy gì? Mình cứ thành trịch quá hài. Được rồi, tao không rồi. Tao không rồi. Ừ.
Đây, cửa nó phải mở như này này các bạn này. Đúng rồi, như kia là nó bị đóng một nửa. Đấy chưa? Chưa, mình nghĩ nghe mình vẫn thấy có vẻ gì đấy bắt đầu sai sai. Chà, có gì sai sai à các bạn. Đúng, qua đúng 10 điểm luôn. Cô gái đâu nhỉ? Cô gái vẫn ngồi đây mà. Cô gái này kiểu không có gì thay đổi luôn ấy. Chắc hết rồi, chắc chẳng có gì. Ê, anh sáng thắng hả? Về không ra không à? Đúng rồi này, tao không, tao đi tiếp mày, đi tiếp rồi. Đến phòng lái. Hú hú, game dễ thế. Hiện đang hướng về Tokyo vẫn vậy mà, đi tiếp đi. Đây rồi. Ủa, sao mở được? Đến gần lại đi nào. À, bây giờ mới mở à? Đã xảy ra tai nạn. Chết người. Ui ôi, chúng tôi rất cảm ơn khách vì đã sử dụng Shinkansen ngày hôm nay. Hiện tại chuyến tàu này vừa gặp tai nạn va chạm trên đường ray. Chúng tôi đã dừng tàu để xác nhận an toàn. Ồ, vậy là có một tai nạn. Hiện cho ước tính chính xác về thời điểm chúng tôi có thể tiếp tục chuyến đi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Ông nhớ không? Đứa bé bảo là chị nó không tỉnh dậy. Hay là hai đứa bé nó bị tai nạn. Ôi, anh có em bị ngáo à? Hai đứa nó tai nạn phải bên ngoài tàu chứ bên trong tàu tai nạn nào được. Ôi giời, tàu lao vừa thôi xem. Gì game ít thôi. Nhưng mà đây như kiểu bị ma ám, bị bọn nó ám ấy. Bọn nó ám cái tàu, cái đầu ảnh ấy. Anh mở ra đây này. Mở ra thì sao? Anh sáng chói lóa, trắng quá, không nhìn thấy gì. Không, vẫn còn đấy, vẫn còn nữa. Rồi. Ồ, đi tiếp à? Đi tiếp thôi. Đi tiếp. Em bé đi vừa đi toilet xong. Em đi đá em. Không, em đi ẻ. À, chưa. Ồ, em cứ nhìn mình thôi, em không nói gì. Anh giỏi thật luôn đấy. Ồ, anh quá giỏi luôn, anh thấy anh giỏi mà. Anh đã làm được rồi nhỉ? Đúng rồi em. Anh sao thế, cứ nhìn đi nhìn lại quanh đây. Anh ngáo đấy, anh ngáo, anh bị ngáo đấy em ạ. Anh sợ vãi ra em ạ, anh thấy có những cái thứ rất là đáng sợ xảy ra trong cái tàu này. Đừng bảo là anh tưởng ra đây là khoang lái nhá. Ồ, vậy đây không phải khoang lái hả? Bớt đùa nha anh. Gì vậy? Shinkansen có các toa thương gia mà. Nếu là anh thì chắc chắn là phải biết đến điều đó chứ nhỉ. Thế khoang lái thì ở đâu nhỉ? Là khoang lái ấy, ở phía bên kia các toa thương gia đó. Ủa, em bảo là khoang lái ở cạnh toa không á? Em chả bảo thế à, mùng bụng. À, cái toa không mà em nói là toa thương gia số 0 đó. À, thằng này lừa thế nhỉ, cái nhỉ, nó lừa mình. Đúng là em chỉ anh không rõ ràng mất rồi, nên là anh manh áo như thế. Cày lắm rồi đấy. Cứ bỏ qua đi, anh sẵn sàng chữa. Lần này luật chơi ngược lại so với lần trước nha. Lại chơi nữa à? Ồ, thế là nghĩa là gặp điều dị thường mình phải chạy tiếp à? Nếu có dị thường thì cứ tiếp tục đi. À, không dị thường phải quay lại. Còn nếu không thì phải quay lại. Ôi ok. Rồi. Nếu sai quá 3 lần thì ma quỷ sẽ hiện hình nên anh nhớ cẩn thận nhá. Ây da. Thằng này biết có ma quỷ à, ghê đấy nhỉ. Em cổ vui đấy. Thôi à bơi. À này. Có chuyện này em muốn nói với anh. Tại sao cả hai mình lại ở nơi này nhỉ? Mình đi tàu mà em. Mình đến Tokyo mà em. Thôi đi. Cái anh nhỉ? Có thấy có gì đó kỳ lạ không nhỉ? Quá. Mà thôi anh đừng để tâm nữa. Tóm lại là mình cứ hoàn tất cho chuyện này thôi. Hẹn gặp lại anh. Không, anh không muốn gặp với em nữa đâu. Mệt quá em ạ. Em vừa làm gì ở đây? Dạ, người ta đi... có thể làm gì trong toilet hả Thành? Anh sợ quá cho anh đi tè nhờ gái. Đi ra đấy. Sợ đái cả đứa quần này nè. Không còn okay. Gì nói luôn. Rồi, đây là toa thương gia các bạn ạ. Nó có khác một chút về cái ghế ngồi, nhìn có vẻ thoải mái hơn. Bắt đầu để ý nhá. Chắc là ban đầu đó nó sẽ cho mình ghi nhớ trước. Ghế xịn đấy. Ngồi đây đúng là oách đấy. Thương gia mà lại... Ui, có cả người phục vụ đẩy nước đi để bán đấy các bạn ạ. Dưới thế nhỉ? Ồ, tối này. Tối thế nhỉ? Cho tối thế này thì nhìn thấy cái gì? Rồi, cô này đi bán nước rồi. Cô đang đi bán cả bánh nữa. Có món gì đây? Có bánh hamburger. Order pizza, cà phê trứng, thêm vị chi. Có cả bánh mì đẹp nữa. Khách này có khách kìa? Nhìn không thấy khách à? Khách cái này đấy, nhìn thấy đầu nó chưa? Đầu nó thò lò lên thấy không? Thấy rồi, cái ông đầu tóc, đầu bạc, đầu hói à. Khách kia. Đó. Nhìn đây này, khách đây này. Đây. Ôi trời ơi. Thấy chưa? Thấy mắt gắn đèn led chưa? Trung nhị Eren ở trong Attack on Titan. Tây Quyên Thành chả biết chơi các bạn ạ, chả nhìn thấy gì. Mắt sáng em. Mới độ mắt à? Mới độ đèn led vào mắt rồi. Sợ vai. Nó chọn đúng chỗ tối mà nó sáng nó nhìn mình ạ. Chịu luôn. Thôi đi. Thôi đi thôi. Đấy. Đúng lại là thế. Ồ, từ đây. Không, mình phải quay lại các bạn ạ. Nếu như không có gì dị thường mình phải quay lại. Sẽ đi tiếp đi. Ơ, không có gì dị thường thì phải quay lại. Còn có gì dị thường thì sẽ đi tiếp. Nên bây giờ mình phải quay lại. Quay lại? Quay lại. Anh có hiểu gì không? Anh có biết chơi không?
Biết chơi nhưng mà chắc là ta đầu tiên hướng dẫn thôi. Không. Ô chị ơi, chị đi. Ồ, ai? Ồ, một cô gái đang ngồi làm việc. Ôi, màn hình không để gì mà bấm cái gì đây? Không mở Zalo lên để chat à? Trời ơi, cô này làm việc mở desktop xong nhìn rất chăm chú bấm rất ảo luôn. Rồi, bắt đầu nha. Ô, cái gì kìa? Đầu anh kêu nhấp nha nhấp nhô. Ừ. Có gì dị thường không ấp ơi? Khó thế. Để xem cô này nhà làm việc kiểu gì, anh nhìn kỹ vào. Nhìn thấy rồi, làm việc vẫn là làm việc thôi, vẫn như thế. Ừ, màn hình không có gì thay đổi. Anh nhìn nhanh lắm, không chậm như em đâu. Rồi, cô này vẫn thế. Xinh thế nhỉ? Ừ. Cái Nhật An này ta là C là hết rồi. Rồi, anh trai này vẫn ngồi im trong bóng tối. 19 đến 7. Ông này không có gì, đẹp. Mình sẽ quay được ngược lại đấy nhỉ? Ừ. Chả có gì khác thường. Không có gì. Chữ vẫn thế. Ừ. À, đây là tao số 7 đúng không? Đúng rồi. Không, lúc ấy mình đi xài mình vẫn là số 7. Dạ. À chắc là tao đầu tiên hướng dẫn. Đấy, đấy. Ủa. Anh kia vẫn cứ nhoi. Có gì khác thường không? Đèn sáng vẫn thế. Chị làm việc này vẫn thế. Không có gì khác cả. Ừ. Cứ tối dạo này không thích trời tối tí nào cả. Hello anh trai. Anh không nhìn chị gái kìa. Chị gái vẫn thế mà. Chị gái có gì khác đâu. Thế thì đi tiếp đi. Giờ phải nhìn á, cửa sổ các thứ để ý kỹ vào. Mấy cái này tí biết đâu biến thành con mắt nhìn nó nẫy thì sao. Hello. Hello chú. Hello chú chó. Chú hói. Nhầm. Chó xin lỗi. Hello chú chó. Cháu xin lỗi chú. Chán quá rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là chúng ta phải chia tay video này tại đây luôn. Mình lú quá rồi các bạn ạ. Có cái gì đấy? Ở đâu không có gì. Bắt đầu lại được các bạn. Ừ. 6 5 5 không? Hay 7? 5. Anh kia vẫn nhoi nhoi. Chị gái vẫn đang chuẩn bị đẩy xe đến. Cửa sổ vẫn thế. Ghế vẫn thế. Chị gái vẫn đang hăng say làm việc với một cái màn hình desktop xanh lè. Không có một cái tab nào. Có người yêu chưa em? Đâu rồi? Ừ. Vẫn có cái ông này. Cái bật điện chỗ này nên tối quá đấy chứ trời. Ông ấy chắc là khoe cái độ mắt sáng của mình ấy các bạn. Ừ, nên ông ấy chọn chỗ tối nhất để ngồi. Hoặc ông yêu cầu là tắt đèn chỗ đấy đi. Có cái gì ấy, có cái gì ấy. Đâu, có gì? Chân của ông lão, chân của ông lão. À, gốc cây. Người cây à? Thôi rồi, rút. À, đi tiếp các bạn. Ừ, đi tiếp đúng không? À, gốc cây nha. Ai à, chân người trở thành gốc cây này kinh quá. Đúng rồi, mình thấy nó ngoại, mình đã nghi rồi các bạn à. Mình hơi bị kinh nghi đấy. Chú ơi, chú mọc, đừng mọc rễ ở đây chú. Thật đấy, chú đang mọc rễ ở đây thật. Ồ. Ê, cái gì vậy? Cháu chà bác. Gì đây? À, nhà ngươi là con người ư? Con. Thế ở đây ai không phải là con người hả? Ồ, thế tất cả mọi người đấy không phải con người. Đúng rồi chứ, con người nào mà mắt nó sáng quắc như thế. Thật quá đáng, rõ ràng tôi là con người mà. Đức, tôi là con người mà. Ngươi không thể lừa dối ta được đâu. Ông này có vẻ như đang mất niềm tin. Ừ. Có vẻ ông gặp nhiều cái thứ như gấu gốc cây đúng đấy. Đúng rồi. Ngươi đang mặc vest à? Ồ, đâu? Không, nãy cho mặc sơ mi, cho mặc sơ mi cà vạt mà. Ta nghi lắm, những đứa nào mặc vest là những đứa không phải con người đúng không? Lạ thật đi nhỉ. Ngươi trông khác những kẻ khác ở đây. Thì tôi là con người, mấy đứa kia là con quỷ. Ta chỉ biết thế thôi. Thế chàng trai trẻ cậu đã ở đây bao lâu rồi? Ờ, 15 phút. Tôi không biết. Cậu đã gặp ai trong đoàn tàu này chưa? Đây. Tôi gặp một người phụ nữ trong trang phục bình thường. Tôi đã gặp một cậu bé mã hút đi. Ừ, cậu bé đi. Đúng rồi. Cậu bé gặp nhiều nhất. Đó, khi đó là điều tốt đấy. Ừ. Với khả năng quan sát cao cường của ta. Sao? Cao cường và với kinh nghiệm 84 năm cuộc đời, ta có thể khẳng định rằng đa phần những người ở đây đều không phải là con người. Ôi trời ơi. Ý ông này là tôi năm nay 84 tuổi rồi chưa gặp trường hợp nào như thế này. Có bắt chuyện được chăng nữa thì ông chẳng hề phản ứng gì đâu. Cứ như là những con robot vậy á. Ta chỉ cần nhìn biết ngay có phải là con người hay không mà.
Tóm lại kết luận của ta đó chính là đừng bao giờ tin những người mặc vest chỉ vậy thôi. Đúng rồi nhỉ. Sau đó thì ta mệt quá, cho ta đi ngủ đi. Nhưng trước đó ta phải mệt quá. Ông bị biến hình à? Ta phải biến hình à? Hay định làm gì? Ngủ à? Ông ngủ rồi. Ngủ à? Độc đáo thật. Phong cách ngủ của người Nhật là đứng chống gậy ngủ hả? Cao thủ vậy. Đây chắc là cao thủ võ lâm nếu vậy. Vậy là ông lão này đã cảnh báo mình là tất cả những người, không phải những cái gì ở trên cái toa tàu này đều không phải con người. Và đặc biệt là cẩn thận với những đứa mặc vest giống như mình. Không, mình đâu mặc vest đâu, mình mặc sơ mi sao mà. Mình mặc vest rồi à? Đấy, mặc sơ mi không phải vest các bạn ạ. Có gì thay đổi không? Toa số 4 rồi, cố lên ông ơi. Số 4 thì cũng đâu có gì mà cố, đến số 2 thì cố sao? Ê, chị gái làm việc kiểu gì đây? Chị gái vẫn rất là hăng say làm việc các bạn ạ. Rồi, em gái này thì vẫn tiếp tục gọi là đi bán hàng nhưng mà không ai mua. Rồi, anh trai này nhìn có vẻ đẹp trai đấy nhưng mà nhìn dị quá. Không có gì khác thường, quay ngược lại. Ừ. Nhớ nhá, thứ quen mồm chạy đi tiếp thì xong. Chỉ có anh mới lú thế thôi đây thì phải ngại. Chú ơi, chân chân chú không có không còn gốc cây rồi. Thôi quay xe đi. Thành quay xe. Quay xe chữ số vẫn thế. Quay xe đi. Cửa sổ vẫn thế. Quay xe. Ai ui, đau cổ. Quay vừa thôi, thoái hóa đốt sống cổ bây giờ. Bữa này mình đi tập thể dục các bạn ạ. Mình đi tập yoga nên là mình kiểu cũng dẻo dai hơn rồi. Ba. À, mọc cây à? Thế thôi quay xe luôn chứ. Đi tiếp. Vậy đi tiếp cái gì? Có dị thường thì đi tiếp. Đúng rồi. Đấy vừa nói xong. Lú quá rồi. Thế này thì khác gì bảo là thôi mày đi tiếp đi. Tàu hoang à? Chuyến tàu hoang à? Chuyến tàu này như kiểu là bị bỏ lại xong rồi là rất là thời gian lâu rồi. Ôi, em ơi. Này anh à. Anh đây. Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót trở về không? Anh có. Anh đang sống mà anh sống nhăn răng luôn chứ. Chỉ cần nghĩ về chị em thôi. À? Chị em sống nhăn răng, em không. Sống nhăn răng, anh sống nhăn răng. Mình không nói gì à? Không biết gì. À, không biết gì. Ủa, thầy nói gì em điên à? Này anh à. Nó hỏi lại. Ok. Chỉ cần em nghĩ về chị em là được rồi. Em này không nói gì. Thôi kệ nó đi, nó nói linh tinh ấy, đứa thần kinh. Thằng này như kiểu ma á. Nhìn thấy không? Trông kinh quá. Ôi trời, kệ. Lúc nãy nó bình thường mà. Giờ nó hết bình thường rồi ông ơi. Ui. Ui. Cây này phải 80 năm rồi. Chính là chỗ ông lão đứng ấy. Ông ấy là cái cây à? Ừ. Này dị thường quá dễ rồi các bạn ạ. Cả cái toa tàu luôn. Toa số 2 rồi. Không có dị thường thì quay lại. Chị ơi. Chị vẫn là đang bấm máy tính rất hăng các bạn ạ. Vẫn rất xanh. Rồi. Chị gái này lại bán bánh. Nhìn mặt chị xem nào. Mặt chị vẫn xinh thế. Anh trai vẫn vậy. Khó quá ta. Khó quá nhỉ. Toa số 2 rồi khiến cho mình bị áp lực các bạn ơi. Mình sợ bị chơi lại á. Trên gốc cây. Không. Thế rồi quay lại đi. Quay lại. Gì? Quay lại thôi. Đúng rồi. Không có gì. Mong là mình đúng. Mình mà sai thì đi lại bảy toa đó. Toa 1 rồi, mình nghĩ là đúng rồi. Ok. Chắc chắn toa này sẽ có dị thường. Không thể dễ thế được. Lô. Linh cảm. Linh cụm. Làm quá trời làm luôn mà. Làm mệt nghỉ luôn mà. Làm nay tiền. Bóng dáng ai vụt vàng qua nơi đây. Hát sai rồi. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Quyến Dung anh ngất vội vàng làm tim mê say, hiểu chưa? Ui chào anh. Em không biết anh đã đứng ở đây từ bao giờ. Anh đang khoe lông nách à?
Nó tạt hình như thấy đông nách đâu. Ờ. Ê. Đây là dị thường đấy, nó nhìn mình đó, nó đi theo, à nó nhìn theo mình đấy, thấy chưa? Bây giờ mình hãy quay xe các bạn ạ. Mờ mờ à. À không, mình quay xe mình đi tiến lên, nhầm rồi. Mình đi tiến lên. Thế là mình được về toa số không? Đúng rồi, đấy là gần khoang lái đúng không? Đúng rồi. Ừ. Khoang lái thương gia số không. Xanh thì đi, đỏ thì dừng. Đi 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 đi. Ồ, đèn xanh đèn đỏ à? Ôi, okonichiwa. Bè. Thằng ơi, anh xong đời rồi. Ôi. Ôi. Anh buồn quá, mình phải dí. Nhí 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 nhí. Thế này thôi. Đều thành dí, chạy bon quá các bạn. Thế rồi. Cái này đây. 2000 years later. Các bạn thấy chóng mặt không? Mình thấy hơi chóng mặt rồi nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi. Ờ, anh hơi choáng luôn rồi đấy. Đúng rồi. Toàn số 0 rồi này. Ồ, đây này không bắt chơi đèn xanh đèn đỏ nữa. Ừ. Chắc lại không có gì thay đổi đâu. Game mời mình thắng rồi. Nó thấy mình chơi hay quá nó bảo thôi bạn ơi, bạn đừng hành hạ chúng tôi nữa. Nhà có gì cả, có cái gì á? Không cái gì đâu, nó là cái treo đồ á, móc chỉ móc treo đồ. Ủa sao vậy? Không có gì thay đổi, đi ngược lại. Ôi, nhìn thấy sai sai nhỉ, ba toa liên tiếp không có gì. Chị vẫn cười đúng không? Ừ, chị vẫn cười, đôi mặt rất là dịch, gọi là gương mặt rất dịch vụ. Chị này thì đang chát chít gì đấy nhưng không thấy hiện gì cả. Đây rồi, đây rồi. Quay xe. Đúng rồi, đây toa này này. Đây thì làm sao đâu nhỉ? Toa này gần toa lái đúng không? Đúng rồi. Có khi đi thẳng thì chắc không có gì sai sót đâu. Tầm này rồi mà sai thì sao được? Tầm này á? Tầm này nhỡ sai thì sao? Hết sai rồi. Hết sai rồi á? Hay quay lại đúng không nhỉ? Hay đi tiếp? Đi tiếp. Đúng rồi. Ê đây là cái gì á? Ồ. Đi thẳng nghe. Ồ. Đây. Ấn cái nút này. Ồ. Bấm nút càng phát. Thắng game luôn. Thằng bé bảo là bấm nút xong thì mình sẽ thoát khỏi đây. Đâu? Thoát khỏi cái vòng lặp này. Đâu? Thì đi ra đi. Bấm nút xong đi ra xem thoát chưa. Chưa. Úi dồi ôi. Sao trắng lóa lòa lòa này. Đây à? Đây hả? Ra đây hả? Thắng nữa. Chắc thắng rồi đấy. Ủa, sáng và ánh sáng chói lóa đưa mình lên thiên đường. Đây là cái kết thứ nhất các bạn ạ. Ôi, thế còn cái kết hay là kết nữa mình quay lại gặp chị em nhà nó. Vậy là tụi mình đã thoát khỏi chuyến tàu nhưng mà không gặp lại chị em. Chắc còn một cái kết nữa là mình sẽ quay lại gặp đứa bé và đứa chị nó. Chắc đúng thế. Rồi, rồi mình thử tìm ấy nhé. Ừ. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thể hiện cho các bạn xem cái trình độ gọi là lê vươn tầm vũ trụ của ốc như thế nào, không như là bê quy thành đâu. Ờ, và ốc sẽ tìm cái kết tiếp theo nhá. Không. Bấm vào tiếp tục. À, bấm tiếp tục. Ờ, bây giờ chơi từ toa thương gia đi. Em chơi toa thương gia đi. Đi thôi. Nào, xem ốc có nhận ra không mà ốc cứ gạch gáy anh. Rồi, toa số 7. Chồng ốc cứ ngáo ngáo. Nói thật là mình không có nhiều kinh nghiệm lắm. Chị gái vẫn vậy rồi. Nhưng mình sẽ chơi để thể hiện trình độ của mình các bạn ạ. Trình độ ngáo. Em thể sự chuột phải để em zoom ra những cái vị trí mà em muốn nhìn gần hơn. Đấy. Trời. Trông khát. Anh này làm neo ấy. Ôi móng tay đen xì các bạn. Có mà đi bẩn không được rửa móng tay ấy. Ông già này thì sao đây? Ông này vẫn vậy, ông này vẫn... Bên Quỳnh Thành chưa nhìn mặt ông này, mới đi vào đây nhìn mặt ông này xem nào. Ui ông này có vẻ rất béo, đi từ góc này xem nào. Ông mập. Đói, nhìn mặt ông ấy làm gì, ông ấy người bình thường mà. Thế thì mình sẽ đi tiếp, quay lại. Quay lại, không có dị thường thì quay lại. Rồi. Có kỳ lạ phải chạy thẳng luôn. Rồi, mình hay bị lẫn lộn các bạn ạ. Ui giời ơi, thế mà lẫn lộn, thế mà đòi tỉnh táo, có mà ngáo luôn rồi. Không đâu. Bè. Vẫn số 7 à? Vẫn số 7 à? Vẫn số 7 mà, chắc là lúc nãy nó cho em ghi nhớ thôi. Ờ, vẫn không thế, gì. Không thay chị đổi. Này đang chat gì mà say sưa nhỉ? Chắc là đang nói xấu sếp đấy, nói xấu lãnh đạo đấy. Ôi giời,
những người mà nói xấu lãnh đạo thường là rất chăm chú, làm việc không chăm chú vậy đâu nhưng nói xấu lãnh đạo rất chăm chú luôn. Đấy, giờ chị này vẫn bình thường, chị này vẫn thế, vẫn bán hàng như thế các bạn ạ, không ai ăn cả, ế sưng cái xỉa lên. Ơi, được rồi, mình đi tiếp. Ơi, đây chỗ này. Ốc rất ảo cơ. Ốc rất ảo. Ốc check mỗi vài cái đấy thôi. Đôi khi em check cả chữ ở trên nhà nó có thể nó chạy ngược ấy. Thì biết rồi, chạy ngược thì dễ quá làm gì. Vẫn số 7. Ai xa, mình đi qua một toa rồi đấy các bạn ạ. Có lẽ mình nên đi chậm lại. Anh này vẫn thế, mắt anh có sáng không? Không. Từ từ, em nhìn góc này sao em thấy được? Thế à? Góc này không thấy được à? Đấy. À ờ ờ. Ngáo. Thế này bảo chơi hay. Đấy, đi một vòng thì biết kiểu làm cái gì nữa. Dối quá rồi. Chết rồi, trong mình ghét nhất mấy cái trò lựa chọn kiểu này các bạn ạ. Đâu phải lựa chọn đâu, đây trò ai tinh mắt hơn. Không biết là không phải lựa chọn nhưng mà ý là nếu như mà không có gì mình thấy nghi nghi ấy. Vì cái này nó làm cho cái tư duy của mình nó bị suy nghĩ, bị đắn đo. Ừ, nên là quyết định của mình có đúng hay là sai. Sai một cái là đi luôn đấy các bạn. Không, mình chọn chế độ dễ rồi thì cũng không đi ngay đâu, chỉ lùi lại thôi các bạn ạ. Ai chà. Ai xa, ai xa, cẳng lắm này. Chị gái này vẫn thế. Chị gái làm việc đâu? Chắc chị gái làm việc. Em đi này mất thời gian quá. Kệ em. Nhưng em phải check chứ. Ôi ơi, chị ơi, sao chị không biết tránh khách hàng à? Cái hàng mình cứ đi mà tránh. Ai có thời gian được mà tránh. Chị không biết tránh khách hàng thì để em tránh chị. À, có gì thay đổi nào? Có gì. Chết rồi. Đi 7, 6 năm chẳng nhẽ 3 toa không có gì à? Hoài nghi quá. Hoài nghi về nhân sinh. Hoài nghi về mọi thứ. Ờ, hoài nghi về mọi thứ 3 toa rồi các bạn ạ. Chẳng nhẽ nó lại dễ thế. Rồi đấy. Ông ơi. Ô, nó dễ thế thật, Bêu Thành ạ. Ba toa chắc rồi. Chắc là mình tự làm game khó. Đúng rồi, chứ đâu ai làm. Nãy giờ tụi mình gặp mấy hiện tượng nó đều rất là bình thường. Không có gì sợ cả. Gì đã gặp hiện tượng gì đâu, em vừa vào chơi chưa hiện tượng gì luôn. Ông trời, không gặp được hiện tượng gì luôn. Thế nhỉ. Cười sảng luôn đấy các bạn ạ. Chị gái này vẫn vậy thôi. Vẫn bán hàng như thế thôi, không bán cái gì khác cả. Ôi giời, em xem làm gì đây. Ôi giời, cái gì đây không? Em nhìn rất kỹ anh này. Anh đấy chả bao giờ thì thay đổi, anh thấy thế. Anh đấy chỉ có ngồi đấy để à, tao là ma này. Chết rồi, không có gì, lại không có gì nữa à. Thế nào lại không có gì nữa à. Thì đi quay lại nhá, đừng đi tiếp nha. Biết rồi nhưng mà. Chết rồi, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ông trời, cũng không có hiện tượng gì xảy ra luôn. Tàu bình yên nhất từ trước tới nay mà chúng ta gặp. Chứ rồi, có 7 toa thì 4 toa không có gì à các bạn. Ui thật á. Thôi được rồi, đi thôi. Không thể mất thời gian ở đây nữa. Đúng rồi, không có hiện tượng gì thật các bạn. Rồi cứ đi thẳng thôi. Có hiện tượng thì mình cứ chạy thẳng tiếp. Có nói chuyện với anh này à? Không, đứa bé nó vẫn nói thế mà. Ừ. Tiếp tàu mọc toàn cây trông ảo thế đấy. Anh em nhớ nhá, một ngày em Tú phải 12 kim cương. Vì thế thằng nào có tiền thì nạp tiền vào đó hết vào. Ôi trời, gọi điện thoại. Úi dồi ôi. Nhìn trông là mình khi về già đấy các bạn. Gọi được điện thoại ông ơi. Ô, gọi điện thoại. Ô, gọi được điện thoại à? Ờ, bấm vào đấy mà. Bấm gọi rồi bao nhiêu gọi số mấy? Cứ bấm đi. Cho xu vào. Rồi đi, bấm đi. Không, không có gì. Không có gì, thôi đi tiếp. Điện thoại giả. Điện thoại chỉ gõ lên đặt xuống được thôi. Ờ, không kết nối được ra bên ngoài. Ừ. Ui, ghê thật các bạn ạ. Tàu ma ám hả? Gọi điện cho ma. Toa 2 rồi. Ui, toa 2 rồi các bạn ơi. Không có một không cái gì. Không hiện tượng gì luôn. Ông không gặp một hiện tượng gì luôn các bạn. Chị này vẫn thế. Không có người tàng hình luôn. Không có vấn đề gì luôn. Chị này, chị này vẫn bán hàng bình thường. Vẫn cười tươi, má lúng đồng tiền. Anh này thì sao? Anh này không có gì các bạn. Móng tay à? Móng tay vẫn đen đen đấy. Chết dở rồi các bạn ơi. Không có gì.
Thôi. Chết rồi. Sao cuộc sống đối đãi mình tốt. Ơi bàn tay của em đây, đây em mua cho mẹ ốc xem. Cho em xem. Gì vậy? Nhìn zoom lại nó cầm gì vậy? Nó đang cầm vào cái chỗ che này này. Ui tay mọc từ ghế ra. Thôi quay đi tiếp đúng không? Quay lại đi không? Đi tiếp rồi, đi tiếp. Mình xài. May là mình quay lại đấy các bạn ạ. Mình không quay lại là mình đi thôi xong rồi. Có gì không? Có bàn tay nào không? Chị gái này vẫn rất chăm chú. Anh trai này vẫn thế. Móng chân móng tay vẫn thế. Chị gái này vẫn bát hà. Mặc dù ế vẫn rất là kiên trì. Không có gì các bạn. Ông này vẫn thế. Mình sẽ lướt lại một lần nữa. Thật là chậm rãi. Thật là chậm rãi. Dính được bàn tay. Hay ghê luôn á. Phải đấy hay ghê luôn. Từ từ lại có cái gì ghê. Không có gì đâu. Đi thôi. Chữ đang chạy. Chữ bên kia cũng vẫn đang chạy bình thường. Ôi sao tự nhiên. Không phải rồi. Sai loài mắt rồi. Sai loài mắt rồi. Thiếu cái gì rồi, không nhìn thấy. Mình đã không nhìn ra. Các bạn nhìn ra, các bạn chỉ mình nhé. Mình không nhìn ra. Hay em chưa check chị đang làm việc. Chị đang làm việc, em check rồi. Đây. Vẫn làm việc đây. Lần này nó khác rồi, nó không giống như lần trước đâu. Ủa. Gì thế, game gì thế? Ui giời, ôi quá nóng rồi các bạn ạ. Ốc vẫn chưa thoát được khỏi đây. Căng quá các bạn ơi. Mình thấy căng thẳng quá rồi. Nóng quá các bạn ơi. Bật điều hòa lên. Không có song trùng chứ? Tất nhiên là không. Này vẫn thế. Nhìn cái biết luôn. Hai đầu. Rút ra nó có hai cái đầu luôn trời. Kinh quá. Bây giờ mình nghĩ là mình nên đi tiếp thôi. Đây nó mọc hai cái đầu luôn các bạn. Ghê vãi. Ghê thật sự. Chạy thôi. Toa số 0 đi. Càng qua rồi các bạn ơi. Mình nổi hết da gà. Nãy mình nói hai đầu mình rất nổi da gà luôn đấy chứ. Mọc chỉ hai đầu luôn các bạn. Kinh thật. Kinh thật. Chị này vẫn vậy. Vẫn bán hàng như thế. Vẫn đất đi rất là bình thường. Thằng này mấy đầu? Một đầu. Một đầu thôi. Không phải mọc thêm gì nữa như thế đâu. Chân thùng này không phải gốc cây đâu. Đấy, quay lại. Hình như cái gì đấy vừa nhô lên. Mình rất là kỹ luôn. Cái gì cầm ghế à? Sáng à? Đấy, hôm nay em cũng bảo là cái này này. Nó sáng nguyên cái ghế này, thấy không? Thì nó vẫn nhìn thấy không? Mà. Không hề, nó không có đèn đây. Kệ nó, thì nó vẫn sáng mà. Đi tiếp. À không, quay lại. Trời ơi, phòng số 0 tùy em, anh cũng không biết đâu. Đấy là quyết định của em. Em quyết định đây. Em đi về phát em lại thấy vẫn em đang ở. Ui, không có ai hết. Đi lại kiểm tra nào. Cái gì đấy? Bị chặn luôn rồi. Một cái giường đầy máu luôn. Như kiểu giường bệnh á. Đúng rồi. Ui. Alo. Ui, tôi gọi cảnh sát đây. Lần này bước số 22 này. Rồi. 22 thôi, 22 không có gì hết. Thôi 22 rồi, 22, đi 22, rồi sao? Tiến về cái phòng này đi. Tiến à? Tiến lên. Tiến lên à? Bây giờ có đi ngược lại được đâu. Đúng rồi. Chúng ta phải tiến lên thôi. Khách đâu hết rồi. Hả? Kìa. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Quay ngược lại.
không đi được đường này nữa rồi. Cái gì vậy? Ông vừa bị ma bắt cơ mà. Thôi nhưng mà ốc hình như không kịp chạy để nhìn thấy con ma nó đuổi mình. Thôi xong rồi các bạn ơi, phải chơi lại rồi. Đúng rồi, hình như đoạn đấy ốc phải chạy thì thấy sẽ thấy có một con ma nó đuổi sao á. Xanh thì đi, đỏ thì dừng. Ok, đấy nha. Ừ. Bình tĩnh. Ôi trời ơi. Ôi chết rồi, bấm vào. Ê, gặp con đỏ bị đó đi rồi. Trời này tí rồi. Bực tí nhờ. Đấy, bảo chỗ đấy nó khó mà. Ủa rồi, quay lại cái thứ bảy à? Ừ. Thôi, đi tìm cái kết đây. Đi tìm cái kết mới đi các bạn ơi. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ chạy ngược lại cái chỗ chị em kia xem như nào nhá. Mình không nhảy cái cửa nữa. Chạy ngược lại luôn các bạn. Ừ. Ui anh. Mình sẽ gọi các chị em chạy cùng. Em bị con ma bắt, anh nhìn thấy không? Con ma treo trên trần, nhìn thấy không? À, hơi tối. Tay và rất là khó. Ồ, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ôi em ơi, em gái ơi, em ra em đâu? Chúng ta phải đi ra khỏi đây thôi đi. Toàn ma kinh lắm ngay em ạ. Rồi, đang loát đi nhỉ? Ra là vậy. Ừ đúng rồi, sao vậy? Chị nói đúng mà. Vậy ra đây là đoàn tàu không bao giờ dừng và luôn trong vòng lặp nhỉ? Đúng rồi, em phải tin chị. Nhưng cậu đã cho dừng đoàn tàu này. Đúng rồi, chị vừa mới bấm xong đấy. Vậy nên vòng lặp không còn nữa đúng không? Đúng rồi, em nói đúng. Từ từ thôi, để các bạn còn nghe đọc nhanh chẳng nghe được chữ gì. Hừm, hừm, em hừm. À, lạ thật đấy. Tôi chẳng nhớ gì cả. Ô thì em ngủ mà, anh đâu nhớ gì đâu. Tôi không hề nhớ gì vì tôi đã lên con tàu này cả. Ô thì sợ thế. Thế em này mất trí rồi. Em này mất trí à? Lúi hồn cú rồi. Ồ, em ơi, chị có gặp một cậu bé mặc áo hoodie đấy. Ồ, đó là Naoki. Như vậy là trước khi quên hết mọi thứ, tôi đã ở cùng với Naoki nhỉ? Ừ. Thằng nhỏ có hỏi gì không? Đại loại như là tại sao chúng ta lại ở đây chẳng hạn? Hãy đi cùng tìm em trai đi. Nhờ. Ừ, cùng tìm em trai đi. Rồi. Cảm ơn, arigato. Cảm ơn cậu. Trên đường đến đây cậu gặp Naoki không? Không, toa thương gia không có. Lúc quay lại đây thì tôi không gặp, đúng rồi. Lúc mình quay lại mình không gặp. Dạ, chúng ta còn đưa những người khác trên tàu rời khỏi đây thôi. Vậy là Naoki đang ở toa thường rồi. Được rồi, cùng rời khỏi đây thôi. À nhưng mà từ từ đã. Nghĩ thử xem có khả năng ai đó lại lạc đến đây đúng không nhở? Nếu vậy thì tội cho họ quá. Chúng ta có nên làm gì đó với đoàn tàu này không? Đoàn tàu trong vòng lặp à? Hình như tôi có xem trong anime hay là gì đó rồi thì phải. À tôi nhớ ra rồi. Ở một chương trình truyền hình gì đó, bằng cách cho hai người chạy ngược chiều nhau ở tốc độ cao, họ đã phá hủy được vòng lặp. Cậu nghĩ sao? Từ từ đã, đoàn tàu đâu còn vòng lặp nữa đâu. Và nó không trong vòng lặp đơn giản vì đã được phanh lại đúng không? À, nếu vậy thì cả chúng ta cùng cho tàu xuất phát thì ra sao nhỉ? Xuất phát từ hai đầu tàu. Tôi sẽ đi về toa thường, còn cậu quay lại phía toa thương gia giúp tôi được không? Tôi hiểu rồi. Mình đi toa thường hay toa thương gia? Ờ, mình đi toa thường được mà toa thương gia được thì em. Đi toa thường đi. Vậy à? Nếu như theo lời kể vừa rồi thì em cho tôi có thể đang ở phía toa thường. Nếu vậy thì sẽ thành ra tôi giao phó em tôi cho cậu. Nhưng cậu đã cho được dùng đoàn tàu này rồi đúng không? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giao phó em trai tôi. Nào kêu cho cậu. Được rồi, cứ giao cho chị. Còn hơn là cho mê phi thành em ạ. Cố gắng thôi, chúng ta phải nhanh chóng lên trước khi đoàn tàu này lăn bánh trở lại. Phải là gì, phải làm gì đó với đoàn tàu này. Không có gì. Ok, vậy là chúng ta đi đây đúng không? Đi đây đúng không? Em chọn phương hướng nào thì em đi phương hướng đấy. Nhưng... không nhìn lại để xem bạn kia bạn đi chưa à? Bạn chưa đi. Thế thì mình đi đi. Nhìn chưa rồi đấy. Đi đi, ủi giời. Không rồi. Biết phím. Giật. Không biết phím này bấm. Bê quý thảnh, toàn mắng mình thôi. Mình có biết phím để bấm đâu. Đây là toa 6 các bạn ạ. Rồi cứ đi lên. Mình ít chơi game mà các bạn, nên mình phải từ từ mình mới biết chứ. Mình chỉ có cái đầu óc tư duy tốt chứ thật ra mình phản xạ không được giỏi. Mình đi đập mặt vào ghế cũng giật cái. Đập mặt vào tường. Đâu rồi, thằng em trai đâu rồi? Nó ở toa mấy, nó toa đầu tiên hả? Toa 7 hả? Cứ hay đi đi. Cứ gì? Gì đây? Vết máu. Dồi ôi, chạy đi em ơi. Bám rồi. Naoki ơi, chị ốc TV đây. Chị ốc TV ngu si đến cứu ngu em. Ngu si cái gì, chị thông minh nhất đấy thì... chạy. Cái gì đằng sau á? Đằng sau ai biết cái gì đằng sau? Ôi, chạy đi. Sao không nhìn ra xem là cái gì? Nhìn rồi. Ra là bị bắt đấy. Rồi,
Thế thì rồi không có gì. Rồi sao không nhìn thấy cái gì rồi các bạn ạ? Nó cái gì ta? Nó không là gì cả. Con ma sao á? Em không nhìn ra con ma rồi. Hello. Sao rồi? Rồi để anh chạy cho. Cậu yên tâm, lần này tớ vào tay. Tớ trong vai nhân vật người chơi, tớ sẽ cứu được em bạn. Tớ vào tay là cái gì? Vào tay tớ. Vào tay tớ thì sẽ không ăn hại như ốc đâu các bạn ơi. Rồi bị con ma nó đuổi, chạy tụt quần. Con ma cực ghê luôn các bạn. Chết quá. Đấy rồi. Đấy đoạn nào gặp ma nhỉ ông nhỉ? Chưa đâu, đi hết đi. Con ma kìa. Hai con hay một con? Một con, một con thôi. Chạy 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 các bạn ơi. Chạy đi. Vẫn chưa đuổi được mình đâu. Đoạn này nó vẫn để mình chạy thẳng các bạn ơi. À, không, thẳng đâu, nó chặn. Ui. Có thể các bạn mình nhìn. Mắc rồi. Mắc rồi. Khó chịu thế. Chạy đâu, mà bắt đấy. Nên ghế đang ép lại. Toa tàu đang bị thu nhỏ lại. Nó gần là xa được bọn anh. Cắm đầu cắm cổ vào chạy. Nó vẫn đằng sau được bọn. Nó làm cát lún, nó lún dần đấy. Chạy đi. Nó lún dần rồi. Lún dần thì vẫn chạy mà, có phải không chạy đâu. Ừ, đúng rồi. Ê mở cửa này, bấm nút. Mày à bưởi ơi. Tao cho tàu đi rồi đấy. Bây giờ quay lại đi. Trời cực hay các bạn ạ. Ừ. Tàu đi rồi. Ơi hàng cây xanh thắm rơi lá màu chưa? Đỏ chứ xanh thắm cái gì. Rốt thật, đây là hát hàng cây xanh thắm nữa. Rồi sao? Rồi sao cái gì? Vào coi tìm lại em cái gái kia đi. Không mở được cửa đâu. Ôi chết rồi. Thế giờ làm gì? Dừng tàu rồi các bạn ơi. Đây, đây là nhà ga rồi. Ừ. Đi xuống đi. Đấy, mở cửa rồi đấy. Cửa kia. Đây là cửa này các bạn ơi. Ừ đúng rồi. Em đến rồi sao, em đợi mãi đây. Ủa, đúng ra em phải ở trên tàu chứ. Chị, ờ nhỉ, chị đã tỉnh giấc rồi à? Naoki, em dạy chị. Thật tốt khi em vẫn ổn. Anh à, từ giờ thì em ổn rồi. Ừ, à đúng rồi, anh có đi cùng em không? Không, anh không đi đâu, cảm ơn em nhé. Anh đi cùng em, đúng vậy. Tôi nghĩ cậu không nên đi theo nữa. Ừ đúng rồi, tôi có bao giờ đi theo đâu. Tôi chỉ là tôi là giúp đỡ mọi người thoát khỏi con tàu thôi mà. Tôi đâu có đi theo đâu. Có vẻ như tôi đã hiểu như chuyện gì đã xảy ra với chị em tôi. Chuyện gì vậy? Ừ. Nhưng cậu đừng lo. Cả hai tôi luôn ổn. Hơn nữa là giờ thì chị em tôi đi nhé. Hai chị em bạn đâu ấy? Tôi thật sự cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu. Goodbye, see you again. Tạm biệt. Ủa? Mình đi tàu vậy, tiếp. Vậy quá trời vậy luôn mà. Bye bye. Gì vậy? Ui. Ui, cái gì vậy? Ừ. Ui. Mình đang bị ngất trên nền đất. Anh đã tỉnh rồi, thật là tốt quá. Anh có biết không, anh đã gục ngã trên sàn tàu đấy. Thật là may mắn thay là trong những hành khách trên tàu có một người là bác sĩ. À, hóa ra đây là bác sĩ. Ừ. Cái ông đầu chọc chọc mà lấy cái vali ấy là ông lấy bác sĩ không phải là cái cây. Ừ. Anh bị thuyên tắc khối huyết tĩnh mạch nhẹ. Ừ. Dân tình gọi là hội chứng hạng thường. Ăn uống thiếu chất này, ngồi nhiều giờ liền ở trên tàu xe toa thường. Nên là mình đã bị như thế. Chỉ cần nằm ngửa và giơ tay và giơ chân cao lên là sẽ ổn các bạn ạ. Các bạn nhìn cái chân mình gác tận kia. Ngửa cái chỗ máu lên não đấy. Thật là tốt.
thật đáng để nói người này là ân nhân của cuộc đời anh đấy. Vì tàu dẫn giữa đường nên chúng tôi đã không thể gọi xe cấp cứu đến được. Chúng tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra rồi. À, họ đã nghĩ đến trường hợp mình hy sinh. Bởi vụ tai nạn ấy đã khiến tàu dừng. Vậy là có tai nạn thật nha. Khéo chính là hai chị em này đã bị tai nạn các bạn ạ. Vụ tai nạn xảy ra vài phút trước thôi. Xin chào, đây là đường dây liên lạc nghiệp vụ. À, có một anh nhân viên ở kia. Chúng tôi đã xác nhận nạn nhân trong vụ tai nạn vừa xảy ra là một phụ nữ trẻ và một cậu bé trai. Đấy, rồi xong, anh đoán sai đâu, đứa bé bị ám rồi, đứa bé ám chúng ta. Cạn lời rồi, mình cạn lời rồi các bạn ơi. Rồi xong. Rồi xong rồi. Vậy là mình vừa gọi là lạc vào cơn mê đấy. Rồi các bạn ơi, vậy là chúng ta đã gọi là... Cậu bé và chị của cậu bé đã đi trên đường dây tàu với một bầu trời và một khung cảnh đầy hoa, thật là lãng mạn. Đây là hoa anh đào đúng không? Nhật Bản mà. Lãng mạn nhỉ, như kiểu được siêu thoát rồi các bạn ạ. Có thể như là mình đã giúp hai chị em lên thiên đường. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay, Bích Quỳnh Thành và Úc chơi xong tựa game gọi là đoàn tàu bất ổn nhất thế đúng giới rồi. Luôn. Và các bạn thấy ai chơi hay hơn hãy bình luận ở phía dưới nha các bạn. Chắc là các bạn thấy mình chơi hay hơn đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn Bích ở sau. Bye bye. Bye.